Cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái bệnh lý viêm phổi ở trên những cái con vật non nhé các bạn, tức là những cái con vật khoảng vài tuần tuổi đó các bạn. Thì cái đặc điểm của nó các bạn thường là cái dạng viêm phế quản hoặc là viêm thùy phế quản, và cái bệnh này nó sẽ tiến triển rất là nhanh. Trên những cái con gia súc chúng ta nó có thể là nó sẽ chết nhanh nhé các bạn, và thường thì sau khoảng 3 ngày mắc bệnh, nếu chúng ta không có biện pháp điều trị kịp thời á, thì con vật chúng ta nó sẽ bị chết. Thì cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng này các bạn, nó có hai dạng là nguyên phát và kế phát hay là thứ phát các bạn. Nguyên phát tức là chủ yếu do cái môi trường nuôi dưỡng và chăm sóc của các bạn nó kém, dẫn đến cái tình trạng đề kháng ở trên con vật của chúng ta nó giảm. Mà trên con non thì các bạn biết rồi đó, cái sức đề kháng nó rất là yếu hơn so với cái con lớn rất là nhiều. Cho nên là những cái vi khuẩn hoặc là virus hay là những cái ký sinh xung quanh nó có thể dễ dàng xâm nhập vào cái cơ thể của cái con vật non của chúng ta. Và cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân kế phát, các bạn có thể là do nó kế phát từ các cái dạng bệnh lý truyền nhiễm khác, ví dụ như là dịch tả nè, thương hàn hay là tụ huyết trùng các bạn, hoặc là do kế phát từ các cái dạng bệnh lý nội khoa, ví dụ như là viêm dạ dày ruột ở trên con vật chẳng hạn, hoặc là do kế phát từ các cái dạng bệnh lý ký sinh trùng, ví dụ như là dung phổi nè, ấu trùng dung đỗ nó di hành lên cái khu vực vùng phổi chẳng hạn. Thì về cái vấn đề nội khoa mà viêm dạ dày ruột các bạn, thì ở trên con vật các bạn chú ý là nhất là trên những cái con non á, lúc mà nó bị tiêu chảy thì khoảng 1-2 ngày sau nó sẽ kéo theo cái tình trạng là hô hấp, nên các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Và ngược lại, khi mà nó bị hô hấp thì khoảng vài ngày sau chúng ta không điều trị nó cũng sẽ kéo theo tình trạng tiêu chảy. Cho nên hai cái vấn đề về cái tiêu chảy và hô hấp là hai cái vấn đề hàng đầu đối với những cái con vật non mà các bạn cần phải đặc biệt lưu ý giúp tôi. Thì về cái triệu chứng của cái dạng bệnh lý viêm phổi ở trên những cái con vật nhỏ chúng ta các bạn, đó là các bạn hay gặp ở những con gia súc khoảng vài tuần tuổi, và nó sẽ bị sốt cao, có thể là khoảng 41 độ, nó rất là uể oải các bạn, nó thích nằm, giảm ăn. Và khu vực vùng mũi của nó, lúc các bạn chú ý, nó sẽ rất là khô, là cái gương mũi nó bị khô. Và cái đầu thường nó sẽ gục xuống nha các bạn. Và cái lông nó sẽ xù và nó có cái biểu hiện là ho. Thì con vật nó thường thở gấp, thở nông và có cái nước mũi chảy ra ở hai bên lỗ mũi của nó. Và cái tính chất của nước mũi mà nó có thể loãng hoặc là đặc, cái này là tùy nha các bạn. Và khi mà con vật nó bị cái dạng bại huyết toàn thân thì nó sẽ bắt đầu run rẩy, niêm mạc mắt, mũi và miệng nó sẽ bị xuất huyết lấm tấm rồi đó. Và cái tim nó sẽ đập nhanh, nhưng mà cái mạch nó yếu đi nha các bạn. Và nếu như mà nó kế phát phải cái tình trạng viêm ruột nữa thì thường con vật nó sẽ bị tiêu chảy ra cái dạng phân có chất nhầy rất là thối. Thì cái dạng phân này các bạn thường là nó sẽ bị lẫn các cái dạng niêm mạc dạ dày ruột ở trong đó, cho nên là nó bị nhầy và nó bị thối như vậy. Các bạn gõ cái vùng phổi các bạn sẽ thấy nó cái âm đục nha các bạn, và các bạn nghe thấy cái âm phế quản bệnh lý tiếng rang. Và khi chúng ta kiểm tra X quang á, thì các bạn sẽ thấy cái vùng phổi nó đậm hơn ở cái thùy đỉnh và ở cái thùy tim nha các bạn. Thì về cái thể mãn tính á, các bạn chú ý là thường hay gặp ở những cái con vật đã lớn. Thì đối với những con lớn thì do cái sức đề kháng của nó cao hơn, cho nên là chúng ta thỉnh thoảng chỉ thấy nó sốt nhẹ, nó ho một vài tiếng. Và khi các bạn gõ vùng phổi thì nó không thấy xuất hiện cái vùng âm đục nha các bạn. Và các bạn nghe phổi thì nó có cái tiếng rang ở trong đó. Và thường những cái con mà mãn tính này bạn, nó sẽ rất là chậm lớn và nó sẽ gầy dần đi. Và đối với cái bệnh tích á, nếu các bạn mổ khám ra thì các bạn sẽ thấy một số cái dạng bệnh tích ở các cái thùy của phổi, hay là cái hỗn hợp giữa cái phế quản và phổi ở đó. Và cái bệnh thường nó sẽ biểu hiện nhiều ở cái thùy tim, thùy đỉnh và ở thùy đáy của phổi nha các bạn. Và cũng có trường hợp là phổi nó sẽ bị dính vào lồng ngực, người ta hay gọi là cái trường hợp là viêm phổi dính sườn các bạn. Và trong nhiều trường hợp các bạn còn có thể thấy thêm các tình trạng viêm ruột hay là các cái hạch lâm ba nó cũng bị sưng và xuất huyết nhé các bạn. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị bệnh, cũng như là chăm sóc ở trên các loài chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân, cũng như là các cái quy trình chăn nuôi phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân,
Thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học chỉ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903153057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì chúng ta cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương. Thì về cái vấn đề tiếp theo của phần bài học này đó là cái tiên lượng các bạn. Thì như lúc đầu tôi nói các bạn á, nếu như mà bệnh kéo dài khoảng 3 đến 5 ngày mà chúng ta không điều trị cũng như con vật nó không có khỏi á, thì có thể nó sẽ bị chết. Và cái bệnh mãn tính các bạn thì nó có thể kéo dài khoảng hàng tuần, thậm chí là đến hàng tháng nhé các bạn. Và nếu như mà viêm phổi nó chuyển sang cái dạng bại huyết á, thì nó sẽ kế phát thêm cái viêm ruột và viêm phổi hóa mủ, thì thông thường nó sẽ rất là khó trong cái quá trình mà chúng ta điều trị nha các bạn. Thì về cái phần điều trị đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái hộ lý và cái dùng thuốc nha các bạn. Thì về cái hộ lý á, dĩ nhiên chúng ta phải quay ngược lại với các cái yếu tố chăn nuôi, chăm sóc, môi trường. Chúng ta phải để cho con vật nó ở nơi ấm áp, thoáng khí, tránh lạnh. Và các bạn có thể dùng các cái dầu nóng á, để chúng ta xoa, và nhất là chúng ta xoa vào cái vùng ngực của nó nha các bạn. Và về cái việc mà dùng thuốc thì các bạn chú ý chúng ta có thể dùng các cái dạng kháng sinh để chúng ta tiêu diệt các cái vi khuẩn mà có khả năng gây hại ở trên đường hô hấp của con vật. Ví dụ như là một trong các cái dạng kháng sinh các bạn thể dùng như là penicillin nè các bạn. Các bạn thể dùng cỡ khoảng từ 10.000 đến 15.000 đơn vị quốc tế. Còn tiếp theo là các bạn thể dùng cái Ambi cũng được các bạn. Ambi thì cỡ các bạn tiêm khoảng 10mg trên 1kg thể trọng trong ngày được rồi. Và cái Kanamycin các bạn có thể tiêm bắp khoảng 10 đến 15mg. Và cái gentamicin chúng ta cũng thể dùng tiêm bắp khoảng 10mg nhé các bạn. Ngược lại thì chúng ta có thể sử dụng thêm các cái dạng kết hợp, ví dụ như là cái gentamicin với lại cái tylosin chẳng hạn, hoặc là các bạn dùng cái cefacilin các bạn, hoặc là cái erythromycin, nó cũng có thể điều trị cho cái dạng bệnh lý này. Và các bạn chú ý là chúng ta nên sử dụng cái phác đồ này liên tục khoảng 3 đến 5 ngày nhé các bạn. Riêng cái penicillin á, thì nếu các bạn sử dụng cái dạng đơn á, thì các bạn dùng tiêm bắp, chúng ta tiêm ngày 2 lần. Còn đối với các cái dạng mà có cái hoạt tính kéo dài thì chúng ta tiêm một ngày một lần thôi nhé các bạn lưu ý cái này nhé. Thì về cái vấn đề tiếp theo nữa đó là ngoài cái việc mà các bạn sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải hạ sốt cho nó. Ví dụ các bạn thì dùng Anagin chẳng hạn. Và ngoài ra chúng ta nên dùng thêm các dạng thuốc trợ sức, trợ lực, tăng cường sức đề kháng và giải độc cho cái con vật non của chúng ta để nó nhanh chóng hồi phục lại nhé các bạn. Các bạn thể dùng cái Luco các bạn, cái Luco khoảng 20% á. Ở trên con bê hay là con ngé các bạn dùng khoảng 300 đến 400 ml, còn trên chó hay là heo á, thì các bạn dùng khoảng 100 đến 150. Và các bạn thể dùng cái caffeine trên bê ngé cái liều khoảng 5 đến 10 ml, và trên chó hay là trên heo là khoảng 1 đến 3 nhé các bạn. Và các bạn thể dùng thêm cái canxi clorua 10% là ở trên bê ngé là khoảng 30 đến 40, còn trên chó hay là trên heo khoảng 5 đến 10. Và chúng ta có thể dùng thêm cái urotropin nữa nhé các bạn. Urotropin này các bạn dùng trên bê ngé cũng khoảng 30 đến 50 ml, và trên chó hay là heo là khoảng 10 đến 15 ml. Và chúng ta thể dùng thêm cái vitamin C ở trên bê hay là ngé khoảng 10 ml, còn trên chó hay là heo là nó dao động được khoảng 3 đến 5 ml nhé các bạn. Thì đây là một cái phần bài học chúng ta rất là thường hay gặp ở trong các trang trại chăn nuôi, cho nên các bạn lưu ý chúng ta xem cho kỹ. Thì cảm ơn các bạn theo dõi bài học này, và tôi muốn thông báo cho bạn là hiện tại trung tâm đào tạo thú y thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân. Các cái quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học chỉ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ với sĩ Dương theo số điện thoại là 0903153057. Các bạn thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.